Fan bí mật tổ chức sinh nhật cho Trường Giang, nhưng spotlight lại thuộc về thùng quà tặng. Có lẽ năm nay Trường Giang sẽ rất vui khi được bà xã tổ chức sinh nhật ấm cúng, đến các fan cùng bí mật đem lại niềm vui. Biết được vợ chồng Trường Giang Nhã Phương cùng đi sự kiện, nên fan club đã chuẩn bị mọi thứ và tạo nên bất ngờ cho anh. Hai ngày qua, hình ảnh vợ chồng mười khó xuất hiện trên khắp các diễn đàn thông qua sự kiện sinh nhật năm danh hài. Theo đó, nữ diễn viên đã cùng người thân tổ chức một buổi tiệc ăn mừng ấm cúng tại nhà riêng. Và các fan đã có dịp no mắt bởi những khoảnh khắc cực ngọt ngào của cặp đôi này. Đây là một trong những dịp hiếm hoi mà cả hai tình tứ trong những khung ảnh đời thường. Bà xã tự tay trang trí một không gian lãng mạn tại nhà để mừng chồng bước sang một tuổi mới. Cũng trong ngày sinh nhật Trường Giang, hai vợ chồng đã nắm tay nhau đi sự kiện. Đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện chung kể từ sau đám cưới. Anh bảnh bao với bộ vest thì vợ lại thu hút ánh nhìn và vóc dáng thon gọn, gương mặt rạng rỡ. Biết được lịch công việc của thần tượng, fan club Trường Giang âm thầm đợi anh bên ngoài để cùng gửi quà tặng, tạo nên niềm vui cho anh trong ngày sinh nhật. Mọi người cũng rất chu đáo khi mua các loại bong bóng với chữ viết tắt tên Giang Phương. Tuy nhiên, sự chú ý lớn nhất vẫn thuộc về thùng quà tặng mà các fan chuẩn bị cho anh. Không phải là những món đồ đắt tiền hàng hiệu mà mọi người lầy lội y hệt thần tượng khi mua rất nhiều loại thức ăn, trái cây, các vật dụng cần thiết trong gia đình. Chắc chắn fan của nam danh hài đã dành khá nhiều thời gian để gom hết siêu thị về tặng anh. Từ nước uống đóng chai, bánh kẹo, gối ngủ, khăn giấy, xịt phòng, tạp dề, các loại rau quả, gia vị, dụng cụ rửa chén đều có đủ. Có lẽ trong thời gian này hai vợ chồng không cần phải đi chợ vì đã có khán giả gửi tặng chẳng thiếu món đồ nào. Nam danh hài vừa trải qua một ngày sinh nhật với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, chẳng cần điều gì xa hoa. Một buổi tiệc lãng mạn do vợ chuẩn bị và những món quà bình dân của fan chắc chắn sẽ khiến Trường Giang vô cùng hạnh phúc. Công gạo nếp gạo tẻ gây bất ngờ khi ngừng đóng phim sang Mỹ, biết lý do mà nghẹn. Theo đó, nam diễn viên Hoàng Anh ngừng đóng phim, cùng vợ và con gái đã quyết định sang Mỹ sinh sống. Diễn viên Hoàng Anh của phim Gạo nếp gạo tẻ cho biết anh không thể sống được bằng thu nhập từ phim ảnh, nên quyết ngừng đóng phim, sang Mỹ cùng vợ con. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, Hoàng Anh chia sẻ với niềm xúc động trong giây phút quay quần bên vợ con ở Mỹ sau hơn một năm xa cách. Nam diễn viên cho biết mọi thứ còn nhiều bỡ ngỡ và bản thân vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về công việc tại nơi ở mới. Trước tiên, Hoàng Anh sẽ nhận diễn các show kịch ở hải ngoại học tiếng Anh. Nói về quyết định tạm dừng nghệ thuật ở Việt Nam, anh chia sẻ, năm 2018 phim Gạo nếp gạo tẻ thành công, giúp khán giả biết tới tôi nhiều hơn. Tôi cũng chờ đợi sự thay đổi của phim truyền hình suốt năm qua, nhưng tình hình không tiến triển. Mỗi năm tôi chỉ đóng nhiều nhất 2 phim. Với cách xê của 2 phim thì ngay cả việc duy trì cuộc sống cho tôi cũng khó khăn, làm sao lo được cho vợ con. Tôi quyết định sang Mỹ, vừa đoàn tụ vợ con vừa tìm cơ hội mới, dù biết cũng không dễ dàng. Hoàng Anh thừa nhận rất buồn khi phải tạm dừng đóng phim, bởi đó là niềm đam mê lớn nhất cuộc đời anh. Anh kể khi gia đình bạn bè ra sân bay tiễn, nam diễn viên đã khóc. Anh cảm thấy trống vắng hụt hẫng khi biết thời gian tới, mình không còn tất bật đến phim trường, hóa thân vào các vai diễn. Mẹ tôi cũng khóc trước lúc chia tay, làm lòng tôi càng nặng trĩu. Tôi muốn ở Việt Nam đóng phim để được gần mẹ, nhưng thời điểm này tôi buộc phải đưa ra lựa chọn. Hơn nữa, con gái nhỏ cần có sự quan tâm chăm sóc đầy đủ của cả ba và mẹ, anh tâm sự. Hoàng Anh nghẹn ngào khi chia tay gia đình ở sân bay. Hoàng Anh cho biết thêm, vợ chồng anh đã có nhà ở khu Cali, nơi có nhiều người Việt sinh sống. Con gái nam diễn viên đã hơn 1 tuổi, ngoan ngoãn và rất quấn quýt ba. Trước đó, người thân, họ hàng và đồng nghiệp như diễn viên Thanh Bình đã ra sân bay tạm biệt Hoàng Anh. Diễn viên Linh Tý bồi hồi chia sẻ ngày xa bạn, hôm qua không đưa mày ra được sân bay. Không nhậu ngày chia tay, nhưng tao biết mày sẽ nhớ tao nhiều lắm. Tương lai vững vàng, sự nghiệp thăng tiến bạn nhé. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Lê Phương Minh Luân đều đổi lại lời chúc mừng Hoàng Anh thành công ở nơi xứ người. Hoàng Anh kết hôn với Quỳnh Như hồi tháng 2, 2017 tại Long An. Đám cưới của nam diễn viên ở quê nhà, nhưng có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ. Từ khi Hoàng Anh công khai lấy vợ Việt Kiều, nhiều khán giả bình luận về nhan sắc của vợ anh cho rằng họ không xứng đôi. Tuy vậy, Hoàng Anh luôn đứng ra bảo vệ vợ trước bàn tán của dư luận. Hoàng Anh sinh năm 1986, là diễn viên quen thuộc của khán giả miền Nam. Anh từng tham gia nhiều vở kịch ăn khách tại sân khấu Edicap, sân khấu 5B. Trong lĩnh vực phim ảnh, Hoàng Anh đóng rất nhiều phim như Gạo nếp gạo tẻ, Đam mê, Ký túc xá, Hoa nắng, Cô thắm về làng.
Bạn trai cũ của Sĩ Thanh, bác sĩ đẹp trai nhất Việt Nam gây phẫn nộ vì chửi thề, bị Phi Thanh Vân mắng tại chỗ. Cách hành xử của Lưu Đông trong chương trình Hẹn Hò bị khán giả nhận xét là thiếu múi, thiếu tinh tế và hơi hiếu thắng. Chung kết của chương trình truyền hình Hẹn Hò gây sốc bậc nhất Việt Nam, Quý Ông Hoàn Hảo vừa diễn ra vào tối 19 tháng 4. Trong đêm thi, Ngự Bình tranh tài cùng 4 chàng trai xuất sắc gồm Công Phát, 23 tuổi, quản lý nhà hàng đến từ Quảng Ngãi, Lâm Nguyễn, 25 tuổi đến từ Hà Nội, cựu tiếp viên hàng không, Minh Triết, 25 tuổi, nhân viên marketing đến từ Tiền Giang và Lưu Đông, 26 tuổi đến từ Hà Nội. Lưu Đông được mệnh danh là bác sĩ đẹp trai nhất Việt Nam và cũng từng làm sôi sục cộng đồng mạng khi có khoảng thời gian dài hẹn hò với ca sĩ Sĩ Thanh. Giám khảo cầm cân nảy mực đêm chung kết gồm Phi Thanh Vân, Miko Lan Trinh, Tuyền Mập cùng hơn 400 quý cô có mặt tại trường quay. Đêm thi diễn ra vô cùng gay cứng với 4 vòng thử thách trí tuệ, nam tính, đời thường và Quý Ông Hoàn Hảo. Sau thử thách trí tuệ đầu tiên, Công Phát do thiếu may mắn đã phải dừng cuộc chơi và giành ngôi Á quân 3. Sau thử thách nam tính, Minh Triết tiếp tục ra về và giành ngôi đồng Á quân 3. Chỉ còn 3 chàng trai bước vào thử thách đời thường, tiếp tục xử lý những tình huống éo le khi vợ không may qua đời, phải sống cảnh gà trống nuôi con. Nhưng cô con gái 14 tuổi bỗng một ngày có thai với thầy giáo là gia sư tại nhà. Lưu Đông, bác sĩ đẹp trai nhất Việt Nam xử lý vấn đề tày đình có phần ngây ngô đến mức thiếu kiểm soát, khiến khán giả có mặt tại trường quay không thể nhịn cười. Chàng bác sĩ còn sử dụng những từ ngữ thiếu lịch sự, có lúc còn chửi thề, gọi con gái là mày, khiến giám khảo Phi Thanh Vân phải lên tiếng. Em rất đẹp trai, rất nhanh trí, rất linh hoạt, nhưng em thiếu chiều sâu về kiến thức, thiếu đi sự điềm tĩnh. Lưu Đông có cách hành xử sổ sàng, thậm chí còn có lúc chửi thề. Cũng vì cách hành xử thiếu múi này mà ngay cả chương trình vừa phát sóng, Lưu Đông đã nhận về hàng tá gạch đá. Không ít khán giả cho rằng Lưu Đông còn trẻ người non dạ. Tuy bề ngoài rất bắt mắt nhưng lại thiếu chiều sâu và sự tinh tế cần thiết của người đàn ông. Bên cạnh đó, khán giả cũng cho rằng Lưu Đông quá hiếu thắng, thế nên việc Sĩ Thanh chia tay anh chàng là điều chẳng có gì khó hiểu. Ngự Bình chinh phục thử thách đầu tiên, anh chàng còn rất trẻ. Nhưng với bản năng của một người đàn ông giàu lòng nhân ái, được giáo dục tốt, Ngự Bình chọn cách đối thoại với người thầy giáo và đả kích vào lòng tự trọng của hắn ta bằng câu hỏi: anh biết anh đã được học như thế nào để được làm một người thầy? Cách làm này của Ngự Bình được đánh giá là văn minh nhưng hơi thiếu quyết liệt để trừng phạt kẻ tội đồ. Về phần đứa con, Ngự Bình chọn cách giữ lại cái thai và sẽ dạy cho con gái để dần dần làm quen với những thay đổi về cơ thể. Tuy nhiên, sự non nớt của một chàng trai trẻ khiến Ngự Bình không nghĩ đến những tai biến có thể xảy ra với một đứa trẻ mang thai và sinh để ở tuổi vị thành niên. Bạn cần có sự quyết liệt của một người cha và cần có kiến thức nhiều hơn để bảo vệ con gái mình, giám khảo Miko Lan Trinh nhận xét. Lâm Nguyễn nhập vai có sự chững chạc của một người cha, cách xử lý tình huống cũng đầy trí thức. Giám khảo Tuyền Mộc khen ngay lập tức: em là người cực kỳ điềm tĩnh, em biết dùng ánh mắt để tiếp cận đối phương. Xung quanh vấn đề nạn ấu dâm được báo chí phanh phui nhiều trong thời gian gần đây, diễn viên người mẫu Phi Thanh Vân thẳng thắn chia sẻ trên sóng truyền hình: chúng ta cần phải giáo dục giới tính cho trẻ ngay khi trẻ còn bé và tùy theo từng lứa tuổi, từng sự hiểu biết của trẻ để chúng ta chọn cách giáo dục. Ví dụ khi con chúng ta 3 tuổi, 4 tuổi, bố mẹ tắm cho con thì nên dạy cho con biết: con à, đây là cái đầu, đây là cái tay, đây là cái ngực của con. Nếu là con gái thì phải giải thích ngực của con sau này sẽ lớn lên giống như ngực của mẹ. Và cũng sẽ dạy cho con ở phía dưới bộ phận này tên là gì, gọi đúng tên khoa học. Sau này con lớn lên sẽ phát triển ra sao, những bộ phận nào thì con được cho người lạ đụng vào, những bộ phận nào thì tuyệt đối không được phép. Nếu có bất kỳ ai muốn đụng vào thì con phải nói ngay với bố mẹ. Cứ từ từ như vậy, khi con mình lớn lên, bố mẹ cho con đi học những khóa học về giáo dục giới tính theo từng cấp để con biết cách tự bảo vệ mình. Kết thúc thử thách đời thường, Lưu Đông và Lâm Nguyễn ra về với danh hiệu Á quân. Kết quả Ngự Bình giành được sự ủng hộ nhiều hơn từ ban giám khảo cũng như hơn 400 quý cô tại trường quay và đăng quang quán quân Quý Ông Hoàn Hảo mùa 3 với giải thưởng trị giá 150 triệu đồng từ nhà tài trợ. Khoe bụng bầu cũng bị dằn hắt, Lê Phương gay gắt: bạn không có quyền nhắc nhở ai trừ con mình. Bạn không có quyền gì để nhắc nhở ai cả ngoại trừ con bạn. Chỉ cần bạn thấy mình đang vô duyên là tốt rồi, Lê Phương gay gắt phản đòn tài khoản mạng công kích.
Cách đây ít giờ, Lê Phương khoe tấm ảnh bầu bì trên trang cá nhân. Trong ảnh, nữ diễn viên diện trang phục màu trắng nhã nhặn khoe bụng bầu 20 tuần tuổi. Khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời của Lê Phương nhận được nhiều lời khen ngợi và chúc phúc từ bạn bè khán giả. Bên cạnh đó, nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ nhan sắc xinh đẹp, ngày một mặn mà của bà xã Phạm Trung Kiên. Lê Phương ghi lại khoảnh khắc mang thai 20 tuần tuổi. Mẹ bầu đẹp nhất 2019 là đây. Mẹ bầu dễ thương và đáng yêu lắm luôn. Đẹp lắm chị ơi, ngắm chị quên luôn cái nóng. Chúc mẹ Phương và em bé luôn mạnh khỏe là những lời hay ý đẹp từ mọi người khi ngắm nhìn hình ảnh Lê Phương. Thế nhưng, giữa những lời khen ngợi chúc phúc, một số cư dân mạng để lại bình luận thiếu tế nhị dưới bức ảnh của nữ diễn viên. Trong đó, một tài khoản mạng thẳng thừng đã kích bà bầu họ Lê, không còn gì để khoe sao. Thấy vậy, Lê Phương cũng không ngại đáp trả, không còn gì để nói sao. Tài khoản mạng vô duyên vô cớ đã kích hình ảnh bụng bầu của Lê Phương. Mặc dù đã bị Lê Phương cảnh cáo, nhưng tài khoản này vẫn phản hồi gay gắt. Tôi rất ngưỡng mộ chị Lê Phương, nhưng dạo này tôi thấy chị sao ấy, tự làm giảm giá trị sẵn có của mình. Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị. Nữ diễn viên gào nếp gào tẻ mạnh mẽ tiếp lời. Bạn không có quyền gì để nhắc nhở ai cả ngoại trừ con bạn. Chỉ cần bạn thấy mình đang vô duyên là tốt rồi. Lê Phương đáp trả gay gắt khi tài khoản mạng công kích, phản ứng của cô nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Sau cuộc hôn nhân dang dở với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương nên duyên vợ chồng với ca sĩ Phạm Trung Kiên vào tháng 8, 2017. Bé Cà Pháo, con trai riêng của Lê Phương và chồng cũ cũng theo nữ diễn viên về mái ấm mới. Tới cuối tháng 1, 2019, Lê Phương chính thức thông báo có tin vui với ông xã kém 7 tuổi. Cặp đôi tiết lộ giới tính của thai nhi là bé gái và đặt trước tên ở nhà là Bông. Sau 2 năm kết hôn, Lê Phương mang thai con đầu lòng với ca sĩ Phạm Trung Kiên.